Chào mừng quý vị các bạn, chúng ta cùng đến với giải bóng đá T-League S6 năm 2023. Đây là vòng thi đấu thứ 6 và trước mắt quý vị các bạn đang là trận đấu đầu tiên, được trận đấu đầu tiên để có thể khai màn được một buổi chiều hấp dẫn ngày hôm nay. Trong cuộc đấu đầu tiên trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là cuộc đối đầu của hai đội bóng Lam Sơn 18 và các đội BTSC Thanh Hóa. Và trong trận đấu này, đây chính là một trận đấu có thể nói là quan trọng dành cho cả hai đội bóng. Khi đội bóng nào giành được chiến thắng ở trong trận đấu này hôm nay, họ sẽ có được lợi thế bám đuổi đội bóng đang tạm thời xếp vị trí đầu bảng, đó là Nấm Bíp Xanh Việt Nam, và có tên ở trong cuộc đua cạnh tranh chức cúp vô địch của giải bóng đá T-League S6 năm 2023 này. Và trận đấu đã chính thức được bắt đầu. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì các cầu thủ bên phía đội bóng Lam Sơn 18 được hưởng quyền giao bóng trước. Và trong trận đấu này, đội bóng Lam Sơn 18 họ rất quyết tâm để có thể có được 3 điểm ở trong trận đấu ngày hôm nay và nằm trong top 3 của giải bóng đá T-League S6 năm nay. Và ở trong trận đấu ở vòng đấu thứ 5 thì anh Tài khi có cho mình được một cú poker, hiện tại anh đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới của mùa giải năm nay với 5 bàn thắng có được. Và bám ngay sau đó chính là cầu thủ Dũng Dây Cổ bên phía đội bóng Quán Xã Hoàng Long. Vừa rồi là một tình huống uy hiếp cung thành của Huy Hoàng đến từ đội bóng BTC Thanh Hóa. Một tình huống đá phạt và tình huống vừa rồi làm rung chuyển cung thành của Huy Hoàng. Chúng ta cùng xem lại. Một tình huống cửa lòng quá đẹp đến từ Đồng Đạt, nhưng đáng tiếc thì may mắn lại chưa mịp. Anh Tài, tình huống dứt điểm ngay của anh Tài. Hiếu Cầu, chưa để có cú dứt điểm. Tiếp tục, không vào. Đó là một tình huống dứt điểm đến từ Hiếu Cầu. Đội bóng BTSC họ cần phải hạn chế đi những tình huống chuyền bóng non như vừa rồi. Anh Tài, không vào. Lại tiếp tục là anh Tài. Lê Văn Đảo, cú dứt điểm của Lê Văn Đảo. Đó là một tình huống dứt điểm thiếu chính xác đến từ số 13 bên phía BTC. Tiếp tục là một tình huống chạy bóng vào. Đánh đầu! Đó là một tình huống đánh đầu đến từ tiền đạo cắm bên phía đội bóng BTC Thanh Hóa, Hùng Sơn. Một tình huống mà tưởng chừng như không có gì nguy hiểm đến từ đội bóng BTC Thanh Hóa. Nhưng sự gắn kết của Lê Văn Đảo và sự lợi hại đến từ sát thủ Hùng Sơn đã mang lại được niềm vui dành cho các đội bên phía đội bóng BTC Thanh Hóa. Một tình huống bật nhảy quá hay đến từ số 18 và Cường Em là người không đeo kèm được Hùng Sơn trong tình huống vừa rồi. Lại tiếp tục là một tình huống tìm đến nhau của Lê Văn Đạo và Hùng Sơn. Một bộ đội ăn ý trong mùa giải năm nay đã không ít lần Lê Văn Đạo thực hiện một tình huống treo bóng và người kết thúc đó là Hùng Sơn. Và trong bàn thắng này họ cũng vậy, một tình huống bật rất cao và đánh đầu với một tư thế khá thoải mái đến từ số 18 và 1-0 dành cho đội bóng bên phía BTC Thanh Hóa. Và lại tiếp tục là một tình huống đá biên dành cho đội bóng BTC. Và trong tình huống này thì Lam Sơn 18 họ cần phải dè chừng hơn. Đánh đâu! Lại tiếp tục là một tình huống treo bóng đến từ Lê Văn Đảo. Nhật Nam, đây là Hiếu Cầu, đường chuyền, chưa để có được một tình huống chuyền bóng chính xác. Một tình huống lên bóng được nói như đó là một tình huống nguy hiểm mà các đội bên phía đội bóng Lam Sơn tạo ra. Một tình huống chuyền bóng của Hiếu Cầu dành cho anh Tài. Anh Tài, tình huống đi bóng của anh Tài. Đó là một tình huống xử lý sở trường đến từ số 77 bên phía đội bóng Lam Sơn 18. Hùng Dậm, một tình huống che chắn tốt của Hùng Dậm. Đây là cơ hội dành cho đội bóng BTSC. Văn Âu, chưa để có được một tình huống dứt điểm chính xác và được cụ thể hóa bằng một bàn thắng. Một tình huống treo bóng của Lê Văn Đảo và cú đánh đầu đến từ Hùng Dậm. Vừa rồi là một tình huống dứt điểm đến từ anh Tài. Cú dứt điểm của Hiếu Cầu, chưa để có được bàn thắng dành cho số 26. Một tình huống quyết định dứt điểm từ xa đến từ Hiếu Cầu bên phía đội bóng Lam Sơn 18. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đường chuyền sai đến từ Linh Mực, cầu thủ vừa được đưa vào sân bên phía đội bóng BTC. Tình huống mở biên, đó là một tình huống mở biên đến từ Hòa Cọt. Lê Văn Đào, một tình huống chuyền bóng rất nhanh đến từ số 13. Hiếu Cầu, tình huống phối hợp của Hiếu Cầu và anh Tài. Đây là anh Tài. Tiếp tục là một tình huống dứt điểm ngay đến từ anh Tài. Anh Tài và Hiếu Cầu đưa ra câu trả lời. Lê Văn Đảo, đường chuyền tốt, Linh Mực, không vào. Tình huống dứt điểm ngay đến từ Linh Mực, chưa để vượt qua được Huy Hoàng. Trọng tài đang
cho trận đấu được tiếp tục sau một tình huống mà anh Tài bị kéo ở trong khu vực vòng cấm. Và chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một tình huống diễn ra khá nhanh. Và chúng ta cùng chờ đợi quyết định này của trọng tài. Và như vậy thì trọng tài đã ra dấu tham khảo công nghệ VAR để có thể đưa ra được một quyết định chính xác hơn ở trong tình huống này. Và chúng ta cùng chờ đợi quyết định này. Và penalty dành cho các cầu thủ bên phía Lam Sơn 18. Cuống kéo áo của đội trưởng Đồng Đát đối với anh Tài. Và bây giờ chính anh Tài là người đứng trước tình huống thực hiện pha penalty này. Và kèm theo đó là một chiếc thẻ vàng dành cho đội trưởng Đồng Đát bên phía đội bóng BTC Thanh Hóa. Và liệu rằng trong trận đấu này, trong pha bóng này, anh Tài có thể chiến thắng được thủ thành Ba Đớ hay không? Chúng ta cùng chờ đợi anh Tài. 1-0 dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lam Sơn Thanh Hóa. Một tình huống mà anh Tài đánh bại được Ba Đớ một cách hoàn toàn. Một tình huống đặt lòng. Bóng đi vào góc chết khung thành của các cầu thủ bên phía đội bóng BTSC. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng này của anh Tài. Một tình huống mà dường như thủ thành Ba Đớ đã có được một tình huống phán đoán hướng sút chính xác. Nhưng anh không thể nào chạm tay được vào bóng để có thể cứu thua dành cho đội bóng BTSC Thanh Hóa. Và một đều dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng Lam Sơn. Trận đấu đã được đưa về vạch xuất phát sau khi tổ trọng tài và bóng tìm đến sang ngang khung thành. Và chúng ta cùng chờ đợi trong pha bóng này các cầu thủ bên phía BTSC họ sẽ phối hợp với nhau như thế nào. Tình huống dứt điểm ngay, tiếp tục là sang ngang. Bóng tiếp tục tìm đến sang ngang khung thành của Huy Hoàng. Một tình huống dứt điểm kỹ thuật đến từ số 13 Lê Văn Đảo. Một tình huống lốp bóng. Một tình huống lùi về tranh chấp tốt đến từ anh Tài. Anh Tài, bóng vẫn trong chân của anh Tài. Đây là đường truyền dành cho Quốc Khánh. Và như vậy người lập công đó là Hiếu Cầu. Một tình huống phối hợp quá ăn ý của bộ ba bên phía đội bóng Lam Sơn 18. Người đưa ra một tình huống kiến tạo cuối cùng dành cho Hiếu Cầu đó là Quốc Khánh. Một đường truyền quá vừa vặn của Quốc Khánh dành cho Hiếu Cầu. Và Hiếu Cầu ngày hôm nay anh đã có thể điền tên mình lên bảng tỷ số và loại bỏ đi sự vô duyên của mình ở trong vòng đấu trước. Một tình huống mà Quốc Khánh làm mọi việc, Quốc Khánh và anh Tài làm mọi việc khó nhất để cho Hiếu Cầu có thể có được một tình huống dứt điểm vào khung thành bỏ trống. Một tình huống rất nỗ lực và cố gắng đến từ anh Tài. Một tình huống lùi về cướp bóng thành công và sau đó là đường chuyền. Quốc Khánh có một tình huống chuyền bóng một chạm rất vừa tầm để cho Hiếu Cầu có thể đánh bại được thủ thành Ba Đớ. Và đó là niềm vui đến từ cầu thủ mang áo số 26 bên phía đội bóng Lam Sơn để có thể tìm ra được nhà vô địch của giải bóng đá T-League E6 năm 2023. Đó là một tình huống dứt điểm đến từ Đông Đạt. Bây giờ thì các cầu thủ bên phía BTC họ đang dâng cao đội hình và tạo ra sức ép đến với khung thành của Huy Hoàng ở trong những phút thi đấu cuối cùng của trận đấu ngày hôm nay. Và dường như các cầu thủ bên phía đội bóng BTSC họ yêu cầu tổ trọng tài tham khảo công nghệ VAR để có thể đưa ra quyết định ở trong tình huống mà Long còn cho rằng anh bị kéo người xuống. Và liệu rằng có bàn dành cho đội bóng BTSC hay không? Thực sự trận đấu ngày hôm nay đang diễn ra vô cùng hấp dẫn và vô cùng khó đoán. Và bàn dành cho đội bóng BTSC Thanh Hóa. Và kèm theo đó chắc chắn sẽ là một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Quốc Khánh. Quá hồi hộp và quá hấp dẫn ở trong cuộc đối đầu này. Tưởng chừng như đội bóng Lam Sơn 18 họ tiến rất gần đến với chiến thắng rồi. Và chúng ta cùng chờ đợi trong pha bóng này Đồng Đát có thể chấn áp được Huy Hoàng hay không? Hai đều. Một tình huống dứt điểm đầy lạnh lùng khi Đồng Đắc bước lên thực hiện với một tâm thế vô cùng tự tin. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 78 của trận đấu này. Một tình huống dứt điểm, một tình huống dứt điểm vô cùng lạnh lùng đến từ đội trưởng bên phía đội bóng BTSC. Tưởng chừng như đội bóng bên phía Lam Sơn 18 họ đang tiến rất gần với chiến thắng thì đội bóng bên phía BTSC họ có được một pha được cược penalty xuất phát từ một tình huống kéo người đến từ Quốc Khánh. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài chính được vang lên. Kết quả chung cuộc đó là 2-2.